Hơn một tháng siết chặt giãn cách, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của người dân, Đà Nẵng đã cơ bản kiểm soát dịch COVID-19. Chúng ta phải tiếp tục nỗ lực để bảo vệ thành quả này, nhất là xử lý kịp thời các ca bệnh phát sinh, kiểm soát chặt ngay từ cửa ngõ và đẩy nhanh tiêm vaccine. Đây là ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến tại cuộc họp giao ban trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố với các đơn vị địa phương vào chiều tối qua ngày 17 tháng 9. Cùng dự có Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cao Thị Huyền Trân. Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến ghi nhận sự vào cuộc nhanh chóng kịp thời của quận Hải Châu trong xử lý ca bệnh tại Kiệt 90 Đống Đa, bao gồm cả biện pháp giãn dân để ngăn lây nhiễm. Đề nghị CDC Đà Nẵng tiếp tục hỗ trợ quận Hải Châu trong khoanh vùng truy vết liên quan đến các ca bệnh tại phường Thuận Phước, Hải Châu 2 và Thanh Bình. Nguyên tắc là không để sót F1 cũng như là không để sót F liên quan và tổ chức thực hiện cái công tác khoanh vùng nhỏ nhất thì chúng ta cũng phải kiểm soát chặt nhất trong cái vùng đó. Và chúng tôi cũng đánh giá rất là cao là Hải Châu đã ngay lập tức đã lắp cái camera ở các cái khu đó để có thể kiểm soát được cái việc mà người dân ở cái khu mà mình phong tỏa, thì đề nghị là chúng ta cố gắng tiếp tục kiểm soát chặt và nghiêm. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nhấn mạnh, suốt hơn một tháng nỗ lực, Đà Nẵng đã chặn được các chuỗi lây nhiễm và cơ bản kiểm soát dịch. Do vậy, các đơn vị địa phương cần tập trung bảo vệ thành quả vốn đã tốn rất nhiều công sức của cả hệ thống chính trị, cũng như sự chung tay từ người dân. Để giữ được cái thành quả này thì cũng phải đồng bộ. Thứ nhất là về cái việc kiểm soát từ ngoài vào, thì hiện nay là chúng ta đã có các cái trạm kiểm soát và test nhanh tất cả các cái trường hợp đi xe đi vào thành phố. Và cái thứ hai nữa là đặc biệt là cái luồng xanh, từng một vị trí, từng một cái địa điểm góc cổng chúng ta phải cố gắng giữ. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đề nghị ngành y tế tham mưu sẵn sàng cho kịch bản khi thành phố chuyển trạng thái phòng chống dịch theo diễn biến thực tế. Trong đó, việc tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 là khâu then chốt cần chú trọng hơn nữa. Đồng thời đề nghị Sở Công Thương tăng cường kiểm tra, nhắc nhở các siêu thị, chợ truyền thống tuân thủ nghiêm quy định phòng chống dịch, nhất là 5K. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các ngành liên quan để triển khai phương án đón giáo viên và học sinh từ các địa phương khác về Đà Nẵng.